30 câu nói nổi tiếng của Đức, Đạt Lai, Lạt Ma có thể làm thay đổi cuộc đời bạn. Kính thưa quý vị, với những đóng góp cho nhân loại, Đức Đạt Lai, Lạt Ma đã nhận được Giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989. Trân gửi tới quý độc giả 30 câu nói nổi tiếng của Đạt Lai, Lạt Ma thể hiện tri thức uyên thâm và tấm lòng bao dung cao cả của Ngài. Đức Đạt Lai, Lạt Ma tán thán phẩm hạnh của Đại Lão Hòa Thượng Thích Phổ Tuệ. 1. Nếu bạn nghĩ mình quá nhỏ bé để tạo nên một sự khác biệt, hãy thử ngủ với muỗi. 2. Hạnh phúc không tự nhiên mà có, nó đến từ chính hành động của bạn. 3. Trong tình yêu không có sự phán xét. 4. Tôn giáo của tôi rất đơn giản, tôn giáo của tôi là tình yêu thương. 5. Ở Tây Tạng có câu nói như thế này: bi kịch cần được tận dụng như là nguồn sức mạnh. Dù cho bạn gặp phải khó khăn gì, dù nỗi đau ấy có lớn đến đâu, nếu chúng ta mất hy vọng thì đó mới là bi kịch thực sự. 6. Hãy nhớ mối quan hệ tốt đẹp nhất là khi tình yêu vượt qua nhu cầu. 7. Mỗi ngày khi bạn thức dậy, hãy nghĩ rằng mình thật may mắn vì vẫn còn sống một cuộc sống quý giá của con người, và mình sẽ không phí hoài nó. Mình sẽ dùng toàn bộ năng lượng để phát triển bản thân, yêu thương mọi người và đạt được những thành tựu vì lợi ích của nhân loại. Mình sẽ luôn nghĩ tốt về người khác và không nổi giận với họ. Mình sẽ cố gắng mang lại lợi ích cho người khác nhiều nhất có thể. 8. Sự im lặng đôi khi là câu trả lời tuyệt vời nhất. 9. Nắm rõ luật thì mới có thể phạm luật tốt được. 10. Hãy chọn cách lạc quan, như vậy bạn sẽ sống vui vẻ hơn. 11. Tình yêu và lòng trắc ẩn là những thứ tất yếu chứ không phải xa xỉ. Không có những điều này, nhân loại không thể tồn tại. 12. Mục đích chính của chúng ta trong đời là giúp đỡ người khác, và nếu bạn không giúp được họ thì đừng hại họ. 13. Nếu một vấn đề có cách giải quyết, bạn không cần phải lo về nó. Nếu nó không có cách giải quyết, bạn lo cũng không làm được gì, lo lắng chẳng có tác dụng gì cả. 14. Đây là thứ tôn giáo đơn giản của tôi, không cần chùa chiền, không cần triết lý phức tạp. Chùa chiền nằm trong tâm hồn và trái tim của bạn. Triết lý chỉ đơn giản là lòng tốt của bạn. 15. Hãy đánh giá thành công bằng những gì bạn đã bỏ ra để đạt được nó. 16. Hãy nhớ, đôi khi không có thứ mình muốn cũng là một may mắn tuyệt vời. 17. Khi gặp bi kịch trong đời, chúng ta có thể đối mặt bằng hai cách: mất đi hy vọng và sa ngã vào những thói quen tự hại thân, hoặc là dùng chính khó khăn này để mà tìm thấy sức mạnh ẩn sâu bên trong. 18. Người ta đi những con đường khác nhau để tìm kiếm thành công và hạnh phúc. Chỉ vì họ không đi con đường của bạn, không có nghĩa là họ lạc lối. 19. Mục đích của tôn giáo là lan tỏa tình yêu, lòng trắc ẩn, tính kiên nhẫn, lòng bao dung, sự khiêm tốn và sự vị tha. 20. Nếu bạn có thái độ đúng đắn, kẻ thù của bạn chính là những người thầy tuyệt vời về tinh thần và sự hiện diện của họ, cho bạn cơ hội để học cách khoan dung, kiên nhẫn và cảm thông. 21. Tôi tin rằng sự thấu cảm là một trong số ít những điều giúp chúng ta có được hạnh phúc tức thì và lâu dài trong cuộc đời. Tôi không nói tới những thứ mang lại niềm vui ngắn ngủi như tình dục, ma túy hoặc cờ bạc, mà là những điều mang lại hạnh phúc đích thực và bền lâu. Triết lý sống bình dị của Đức Đạt Lai Lạt Ma. 22. Nếu bạn muốn người khác và bản thân mình được hạnh phúc, hãy học cách thấu hiểu. 23. Chỉ khi bạn biết thông cảm và yêu thương người khác thì bạn mới có được sự bình yên và hạnh phúc mà bạn đang tìm kiếm. 24. Hãy nhớ rằng tình yêu vĩ đại và thành công to lớn đều gắn liền với rủi ro lớn không kém.
25, hãy nhìn trẻ em mà xem, bọn chúng có thể cãi cọ nhau nhưng không để bụng như người lớn. Hầu hết người lớn đều có học vấn cao hơn trẻ em, nhưng học vấn cũng đâu ích gì khi người lớn cười thật tươi để che giấu những cảm xúc tiêu cực bên trong. Trẻ con không cư xử như vậy. Nếu chúng tức giận với ai đó, chúng sẽ thể hiện ra và thế là xong. Chúng vẫn có thể tiếp tục chơi đùa với người kia ngay ngày hôm sau. 26. Chỉ có một điều quan trọng duy nhất bạn cần ghi nhớ và để nó dẫn lối bạn. Dù người ta có gọi bạn là gì, bạn vẫn là chính mình. Hãy coi đó là sự thật duy nhất. Bạn phải hỏi bản thân mình muốn sống như thế nào. Ai rồi cũng sẽ chết đi. Đây là sự thực mà chúng ta phải đối mặt một mình. Không ai có thể giúp được ta, kể cả Đức Phật. Vì thế, hãy suy nghĩ thật kỹ, điều gì ngăn trở bạn được sống như cách mình mong muốn. 27. Mọi nỗi khổ đau đều do thiếu hiểu biết mà ra. Người ta gây ra đau khổ cho nhau để đạt được hạnh phúc và sự thỏa mãn cho chính mình. 28. Nếu động lực cho hành động của bạn là tình yêu, bạn sẽ thấy mình tự do và không sợ hãi. 29. Chúng ta có thể sống thiếu tôn giáo và thiền tập, nhưng không thể thiếu tình yêu thương giữa con người. 30. Bạn cũ ra đi, bạn mới xuất hiện, cũng giống như ngày tháng vậy. Ngày cũ trôi qua, ngày mới lại tới. Điều quan trọng là làm sao để có một người bạn ý nghĩa và một ngày ý nghĩa. Như đem tảng đá thật to để trên thuyền. Do nhờ sức thuyền nên đá không bị chìm và được chuyển sang bờ bên kia. Nếu không có thuyền thì dù đem hạt cát để xuống nước, hạt cát ấy cũng vẫn bị chìm. Tảng đá to dụ cho người nghiệp nặng, hạt cát dụ cho người nghiệp nhẹ, chiếc thuyền dụ cho nguyện lực của Phật. Người dù nghiệp nặng bao nhiêu mà biết ăn năn chí tâm niệm Phật thì cũng được Phật tiếp dẫn. Ví như tảng đá to được thuyền chở qua bờ bên kia. Kẻ nghiệp tuy nhẹ mà không niệm Phật, khi mạng chung sẽ tùy nghiệp chịu khổ luân hồi. Ví như hạt cát bị chìm bởi không thuyền chuyên chở. Cho nên trong nhà Phật có thuyết đới nghiệp vãng sinh, là còn mang nghiệp mà được sinh về Tây Phương, chính ý nghĩa đó. Trong Tịnh Độ Văn, đoạn nói về bốn cõi cũng bảo người còn đủ hoặc nhiễm vẫn được sinh về đồng cư tịnh độ. Như Hùng Tuấn, Trương Trung Quỳ và một người ở Phần Châu đều lấy nghiệp đồ sát làm nghề sinh sống.